Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ này như thường lệ chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là mình làm việc hơi trễ chút, hiện giờ là 5 giờ. Chúng ta có thể làm việc tới 6 giờ thôi. Và hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Thìn. Chúng ta đang nghiên cứu về các cái bài thơ trong cái tập 6. Trong cái tập 6 của những tập Ngón Tay Chỉ Trăng. Hôm nay tới kỳ thứ 177 với cái bài thơ nhan đề là Đừng Đáng Lẽ. Đừng Đáng Lẽ này thì nói về mặt giáo lý ở trong kinh điển thì nó không có cái chữ mà kỳ cục vậy. Nhưng mà cái bài Đừng Đáng Lẽ này á, nó có cái tính cách gọi là phản quang tự kỷ. Nghĩa là mình nhìn lại, ngó lại, ngó vào ở trong chính bản thân của mình. Trường phản quang tự kỷ. Tôi cũng nhắc với các Phật tử, với tăng ni trẻ rằng là cái phản quang tự kỷ này là cái điều mà cần thiết lắm cho những người đệ tử Phật trên đường học đạo, hành đạo, để ngày nào đó mình được chứng đạo. Thì cái phản quang tự kỷ này nó cần thiết lắm. Hàng ngày nếu mà chúng ta không có phản quang tự kỷ thì chúng ta thấy những việc bên ngoài không à? Thấy những việc trong làng, trong xóm của mình, rồi thấy việc là rộng ra là thấy việc trong cả nước. Chuyện thị phi phải quấy tốt xấu trong cả nước, rồi thậm chí là còn thấy những cái việc mà bằng lòng phe này không bằng lòng phe nọ ở trên cả thế giới nữa. Đáng lẽ như thế này, đáng lẽ như thế nọ, đáng lẽ như ông này phải về, đáng lẽ bà kia phải như thế kia, đáng lẽ anh nọ như thế nọ. Mà đáng lẽ việc ở ngoài không, mà mình không thấy mình, không thấy mình, cái chuyện làm sai hay là đúng của thân mình cũng không thấy, rồi mình nói sai hay nói đúng, nói cái chuyện cần thiết hay không cần thiết thì của cái khẩu nghiệp của mình mình cũng không nghe và không thấy. Cái lỗ tai của mình với cái miệng của mình thì nó gần xịt nhau vậy đó. Vậy mà cái miệng mình nói chuyện thị phi nhân ngã tràn đầy của trong xã hội đất nước mình cùng với chuyện của thế giới. Mình nói tùm lum tề lê hết. Mình đứng theo phe này, mình đứng theo phe kia. Mình cho rằng bên đây là phải, bên kia là quấy, phải đáng lẽ phải như vậy, đáng lẽ phải như thế kia. Mình nói tùm lum hết trơn vậy đó. Mà lỗ tai mình không có nghe.
Và ý thức mình cũng không có nhận thức được là mình nói cái đó là lợi hay không lợi. Thậm chí có khi nói những cái điều bất lợi, nó hại cho mình cũng có. Vậy mà mình không nghe. Miệng kế bên đó, lỗ tai kế bên đó mà nói mà mình không nghe, không biết chuyện của mình nói. Để thì đáng lẽ cái chuyện của cả thế gian. Cho nên cái phản quan tự kỷ này nó cần thiết lắm. Đó là mình nói lung tung beng, nói thị phi nhân ngã của trong nước ngoài nước, của trong nhà, ngoài làng ngoài xóm, thì nó lung tung như vậy. Mà khi mà cái miệng nói lung tung mà cái lỗ tai mình không nghe, không nhận thức, không biết đúng sai phải quấy lợi hay bất lợi, thì đương nhiên là cái ý thức của mình nó cũng chẳng có thanh tịnh được gì. Do cái ý, tâm ý mình không kiểm soát nó được. Mình không nhận thức mình đang làm gì, đang nói gì, đang nghĩ gì, cho nên nó mới có ra, nó biểu hiện ra cái ngôn từ đáng lẽ như thế này, đáng lẽ như thế kia. Thế thì cái nhan đề của cái bài thơ là đừng đáng lẽ, nó có cái tính cách gọi là tự mình nhắc nhở mình phải dòm lại, phải kiểm tra về tâm mình, miệng mình và thân mình, tức là thân khẩu ý. Mà cái người đệ tử Phật thì vấn đề thân khẩu ý là cái trọng tâm, cái đối tượng để mình sửa đổi, mình tu tập, sửa đổi tu tập thân khẩu ý, chứ không có cái gì khác. Do vậy mà cái nhan đề của bài thơ là đừng đáng lẽ là nó có cái tính phản quan tự kỷ, nhìn ngó lại thân khẩu ý của mình. Như bữa trước, cái lần vừa rồi tôi nói về vô sắc giới, cái bài thơ có cái đề vô sắc giới. Lẽ ra cái bài đó, đây là đáng lẽ nữa, đáng lẽ ra là còn nói nữa được đó. Nhưng mà tôi nói hoài thì các vị nói tôi chắc là khùng điên gì rồi. Họ cứ nói hoài cái sắc giới, vô sắc giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó hoài. Cho nên là tôi ngừng, tôi không nói nữa đó. Chứ lẽ ra, đáng lẽ ra bữa nay tôi nói vô sắc giới, tôi còn nhiều đề tài để nói, để nhắc nhở nữa, dữ lắm. Nhưng mà nói nhiều quá, người ta nói mình khủng khiếu gì đó. Chứ đáng lẽ ra là cái bài vô sắc giới còn nhắc nữa đó. Chỉ đáng lẽ là vậy đó, đáng lẽ còn nhắc nữa, bởi vì còn nhiều đề tài dữ lắm. Người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia còn gửi gắm tâm hồn ở nơi cái thế giới siêu hình, không bao giờ có. Cho nên là nói nhiều lắm, nói hoài còn hoài, bởi vì Phật giáo có năm nay là xuất hiện ở đời là năm nay là hơn 2.500 năm rồi. Mà Phật giáo truyền qua Trung Quốc thì cũng 2.000 năm rồi. Mà các nhà sư Trung Quốc phải nói rằng là các ông tổ Trung Quốc thì cũng có những ông tổ xuất chúng, có tu thiệt, có chứng đắc thiệt. Còn rất nhiều ông tổ dởm ở trong đó. Tổ dởm mà nói làm như là
rồi cũng có chùa lớn, rồi cũng lập ra tôn, rồi cũng dạy đạo, thậm chí có những ông tổ còn có cái âm mưu, có dụng ý làm quốc sư nữa cơ. Nhưng mà quốc sư vậy chứ mà tới chừng dở mà cũng dở mà, chứ không phải là cái chức quốc sư rồi là ông đó nói đạo Phật là trúng đâu nha. Cái đó là khó à. Nói cái đó nó đụng chạm tới cái tâm tư tình cảm của nhiều người, người ta đang tôn trọng những vị quốc sư nào đó. Mà nói như vậy là người ta không chịu đó. Là tại vì người ta tình cảm chứ không phải là đạo Phật thiệt. Nếu mà đạo Phật thiệt thì không có tình cảm vậy được. Quốc sư đi nữa mà làm sai, làm trái đạo Phật thì cũng nói ông đó không phải quốc sư, không phải là hòa thượng, là thiền sư, là tu sĩ. Dầu ông đó là mang cái chức quốc sư. Quốc sư hay là quân sư cũng giống nhau. Thí dụ như Khổng Minh đó, cũng là quân sư, là quốc sư đấy. Nhưng mà quốc sư người ta đến ta làm cái việc chính trị, quân sự. Như là Ngô Khởi, như là Tôn Võ, người ta gọi là binh pháp của Tôn Ngô đó. Những gì đó là binh, những gì đó là thuộc về quân sư, quốc sư của nhà Quảng Trọng, Nhạc Nghị rồi đó. Cũng là quân sư, quốc sư đấy. Thì chuyện đó là chuyện của những người ta làm, chuyện chính trị, chuyện quốc sự, chuyện thế gian. Còn nhà sư mà ham làm quân sư, ham làm quốc sư đó là lệch lối rồi, lệch lối đi rồi. Cho nên là đọc lịch sử Phật giáo Trung Quốc, ai nghe tới cái ông tổ Tịnh Độ Tôn gọi là sơ tổ Huệ Diễn. Huệ Diễn là sơ tổ của cái tôn Tịnh Độ ở Trung Quốc. Ông đó, ông cũng có cái tư tưởng binh vực những người tu theo đạo Phật. Cho nên là ông có viết một cái bài luận, gọi là cái luận để mà dâng lên cái ông vua cái thời kỳ đó. Vua gì thì bây giờ rồi cũng không cần nhớ chi lắm, nó muốn về cứ lật sử ra biết. Ông ở cái thời gì đó, bây giờ thì tuổi nó lớn rồi, nó không thèm nhớ cái đồ lặt vặt nó chi. Nhưng mà nhớ rằng ông Huệ Diễn, ông có viết một cái bài luận để mà dâng lên vua trong cái thời kỳ đó, là nhà sư, những người tu sĩ là không lại, không lễ bái quốc vương. Thì viết cái bài đó, đó thì đương nhiên là những cái giới tu sĩ đệ tử Phật và những giới tu sĩ là thích lắm rồi. Bởi vì vua là hồi xưa là cái ông Khổng Tử đó, cái ông đó người ta nói là quân tử, Khổng Tử là thánh, thánh chi thời. Ta gọi là ổng là ổng thánh đấy. Nhưng mà thánh là thánh trong một cái thời đại của một phong trào của cái thời kỳ chiến quốc. Cho nên là ổng viết sách của ổng là ổng tôn, ổng đưa các ông vua lên tới tận trời xanh. Ông cho là vua là cái chữ thiên tử, ông sắp xếp về vua là cái hàng thiên tử, tức là con của trời. Do vậy mà đặt ra cái vấn đề là tam can ngũ thường, đó là quân thần can, đó là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Vua mà muốn cái người đó chết là không cần vua chặt đầu mà người đó cũng phải tự sát mới gọi là người trung. Ghê vậy đó. Còn nếu mà có người ta không dám tự chặt đầu thì ông vua cũng tự muốn chặt là bao nhiêu là chặt. Không vậy là xử trảm, không vậy là xử trảm, nhưng mà không ai làm gì vua được hết. Cũng có nhiều ông quan biết là xử trảm đó là sai, là không đúng mà cũng không dám nói. Trào vua nào cũng vậy. Nhưng mà gần đây là tôi đọc là cái ông Châu Chu Nguyên Chương là một ông xuất thân từ thầy chùa ra mà là đánh giặc rồi thắng lợi rồi làm vua đó, ông đó
ông giết người ta như rạ vậy đó. Và tới chừng cái đời nhà Thanh mà ta muốn thay đổi chế độ, nhà Thanh đứng lên đó là chống đối cái chế độ của triều triều Minh đó, của Chu Nguyên Chương là cái ông mà khai sáng triều Minh đó, họ đào mồ cốt mã của dòng họ của Chu Nguyên Chương. Rồi tại vì ông giết người ta quá đi, giết Chu Di tam tộc cho tới Chu Di cửu tộc thiên hạ mà là do ông Khổng Tử đặt ra, chế tác ra những cái học thuyết mà là vua là thiên tử. Cho nên muốn chém ai là chém, muốn chém bao nhiêu cũng được, chém luôn cả cha mẹ cũng được, anh em thì chuyện nó chém bình thường quá. Lý Thế Dân mà vừa là thành tựu được là Đường Lý Quyền là ông cha mà buộc lòng phải nhường chức cho cha, mà không nhường là chưa chắc là đã bình yên à. Rồi ông chém Lý Kiến Thành, Lý Ngôn Kiết, hai người anh người em để ông làm vua, đó là Lý Thế Dân là xây dựng cơ nghiệp nhà Đường đó. Mà cái ông mà theo sử đó thì là ông Tam Tạng, gọi là Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang đó, là ở vào cái thời kỳ của đời nhà Đường, thời kỳ của Lý Thế Dân đó, đi thỉnh kinh về rồi dịch kinh rồi Lý Thế Dân ủng hộ cái đó có, nhưng mà ủng hộ không có nghĩa là ông vua đó là làm gì cho đạo Phật đâu. Nhiều khi ta ủng hộ để mà người ta làm cái việc khác, nhưng mà dầu sao nữa Lý Thế Dân cũng có ủng hộ là Huyền Trang để lập ra những cái viện, cái chỗ để mà dịch kinh Phật. Và ông Huyền Trang cũng có công trong cái việc mà phụng sự khai thác về cái duy thức học, duy thức tôn của trong đạo Phật. Trong đó có ông Huy Cơ là đệ tử của Huyền Trang, cũng có trình độ, cũng có đóng góp vào trong cái duy thức học. Ông Huy Cơ đã ông làm ra cái Bát Thức Quy Củ Tụng đó. Bát Thức Quy Củ Tụng đó, nó mỗi một thức thì nó có 12 câu. Rồi tôi khi mà tôi viết Trực Chỉ Đề Cương cái quyển Duy Thức Tam Thập Tụng thì tôi có lục ra những cái ý tứ cần thiết của cái tập sách của ông Huy Cơ ông làm, Bát Thức Quy Củ Tụng, nói về từ cái tính chất của từ thức một. Ví dụ như là Đệ Bát A La Gia Thức thì ông nói là tánh duy vô phú ngũ biến hành, giới địa tùy tha nghiệp lực sanh, nhị thừa bất liễu nhân mê chấp, do thử năng hưng luận chủ tranh, hạo hạo tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ quân trì chủng căn thân khí, khư hậu la tiên tác chủ ông, bất động địa tiền tài xã tàng, kim cang đạo hậu dị thục không, đại viên vô cấu đồng thời phát, phổ chiếu thập phương sát trần trung. Đại để là coi như là thoát yếu, nói lên cái đại ý của từng từng cái loại thức trong bát thức. Tôi vừa đọc đó là nói về là đệ bát thức đó, thì đệ thất thức nó cũng có 12 câu như vậy, để lục thức, để tiền ngũ thức cũng có 12 câu như vậy. Đó là cái công lao của thầy trò của Huyền Trang đấy. Thành ra cái việc học hành đó thì mình phải nương vào những người xưa có. Những người xưa, những bậc tiền bối, có những người ta đóng góp những cái ý tứ, những cái nhận thức sâu sắc
làm cho cái kinh điển của đạo Phật rất là rộng ra, mở rộng ra. Kinh thì cái nghĩa lý nó ẩn tàng, cho nên những ông tổ mà có tu mà có chứng có đắc, người ta triển khai rộng ra làm cho ai cũng nghe được, hiểu được và tu được. Thì những ông tổ mà gọi là mình nói theo ngôn từ của thời đại gọi là tổ xịn thì có chứ, chứ không phải là không có. Nhưng mà tổ dởm cũng nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như là cái ông mà người ta cho rằng là triển khai cái pháp môn tịnh độ đó, chưa chắc là ngon lành rồi nha. Tịnh độ mà bất cứ ông nào mà nói tịnh độ mà là Đức Phật Di Đà ở thế giới phương Tây, cảnh giới cực lạc ở phương Tây, là ông tổ đó là dở, mà nó thẳng thừng ra là vậy. Bởi vì cái ông đó, ông tổ đó không có hiểu về cái nghĩa lý kêu bằng pháp giới bất nhị, pháp giới nhất chân. Phật Di Đà mà ở cái ranh giới như vậy thì chừng nào mới bắn quả tiễn liên lục địa qua để mà giành giật cái thế giới đông phương của Phật Dược Sư đây? Rồi chừng nào mới đi đi chinh phục cái thế giới ở bắc phương, ở nam phương? Đã có nhiều phương như vậy, nhiều nước như vậy, là có ranh giới, mà có ranh giới là có lấn ranh, mà có lấn ranh đó là có giành giật. Mà nhìn dứt là phải đánh giặc thôi. Cho nên cái đạo Phật mà nói rằng là Phật Di Đà có một cái thế giới ở phía Tây, rồi ông Dược Sư Đông Phương, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi ở có thế giới phương Đông, rồi ở ông này, ông kia, ông nọ, ở thế giới phương Bắc, phương trên, phương dưới gì đó. Nói cái đó là tổ dởm. Tổ dởm. Đạo Phật mà học sâu sắc rồi là pháp giới về mặt chân đế là gọi là nhất chân pháp giới. Không có ông Phật nào có cái ranh giới nào hết đó. Phật mà có ranh giới, làm giáo chủ một ranh giới là thế nào rồi cũng có sử dụng quả tiễn liên lục địa, sử dụng máy bay tàng hình, rồi ở dưới biển lại còn phải làm tàu lặn nữa cơ. Vậy mà giữ còn chưa chắc ăn á, phải đổ máu vào dữ lắm mới được á, đổ máu hàng triệu triệu người á. Cho nên là tôi nói cái này Phật tử để ý nghe thử coi, chứ là tôi cũng không có mời nghe à nha. Mong muốn thì có, cũng có ý muốn rằng là ai nghe để mà nghe rồi cái bằng văn rồi tư rồi tu đó thì cái là có, nhưng mà điều kéo về phe mình không có. Tôi không cần phe. Sao Phật mà kéo phe thì còn cái gì là chẳng lẽ mình thành Phật Di Đà hay sao? Phật Di Đà kéo phe bất cứ là niệm bạch trật bốn dục vậy đó, rồi cũng là nghe nó niệm cái nó quý mình cái rồi mình kéo nó về. Có ông tổ rồi họ gọi là đới nghiệp giảng sanh. Trời Phật ơi, đới nghiệp giảng sanh, chữ đới là tức là mang cái nghiệp ác theo á, mà giảng sanh về thế giới cực lạc. Cái đó là dụ khỉ lôi kéo bá tánh bổn đạo về cái phe của mình, chứ tu hành sao đới nghiệp giảng sanh được. Việt Nam, ở đất nước Việt Nam này mà người nào muốn đi ngoại quốc là người đó không còn ai khiếu nại về kiện tụng nợ nần hay là cái gì hết, người ta mới cho giấy phép đi. Chứ mà ở đây mà nợ nần là cả chục tỷ vậy, giống như là các cái công ty là thủy sản gì ở Cần Thơ giờ nghe nói thiếu nợ quá trời quá đất, thì đi định xin phép đi người ta không cho đâu. Anh đi thì anh trốn luôn sao, rồi ai trả tiền tụi tôi? Cho nên lại còn nợ là người ta không cho đi. Mà mình mà còn phiền não vô minh tham sân si đầy nhảy, mà gọi là mang cái nghiệp tham sân si đó để mà qua cái thế giới cực lạc và Phật Di Đà mà rước cái đám đó về bển đó, rồi cái đám đó nó quỵt nợ của ta đây thì sao? Đang dịch quỵt nợ đây vậy mà Phật Di Đà cũng rước nữa sao? Đâu có được. Cái đạo lý như vậy không có được. Đức Phật Thích Ca dạy niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham,
Người nào diệt trừ hết những cái mầm mống từ thô tới tế về ý niệm tham là người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là tham tài. Ai dứt sạch hết cái ý niệm tham tài trong tâm mình đó, thì người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là sắc dục. Ai không còn đam mê sắc dục, tâm hồn người đó hoàn toàn thanh thoát, trong sáng, lặng lẽ, tịch mặc, thì người đó có niết bàn. Niết là không, bàn là vô minh. Vô minh đây thì là nói cái từ tổng quát vậy thôi, chứ vô minh là cái từ chung của tất cả những cái thứ nguyên nhân đau khổ, gọi đó là phiền não đó. Thí dụ như là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc là si đấy. Nếu là không bằng là si, không có kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, không có phiền não, tiểu tùy, đại tùy, trung tùy gì hết, nghĩa sạch trơn phiền não. Thì nếu là không bằng là si, không còn phiền não từ vi tế cho tới thô, thì người đó có niết bàn. Đó là đạo lý của Phật Thích Ca là vậy. Thì cái đạo lý của Đức Phật Thích Ca dạy thì là vậy, thì ai là người đệ tử Phật mà muốn đi con đường của Phật là cũng phải vậy chứ. Chứ sao lại là tham sân si còn vậy đó, mà có một ông Phật, nghĩa là nếu người ta kêu tên của mình, kêu tên mình nhiều mà kêu không cần gì hết á, cứ kêu vậy à, cứ kêu tên mình vậy đó là mình khoái à. Rồi trong bụng đời sống họ tham vẫn còn nguyên, sân vẫn còn nguyên, thì si vẫn còn nguyên, vậy mà mỗi ngày nó kêu tên mình, rồi mình khoái cái rồi lúc nó chết đó, rồi mình rước cái hồn nó đi về nước mình để cho nó tu nữa. Nội mà nói nó còn cái hồn để mình rước nó đi, đó là đối với đó, giáo lý của Phật Thích Ca đã là sai rồi, không có cái hồn gì hết á. Vấn đề cái hồn và không hồn đó tôi đã nói nhiều lần rồi, cho nên là nghe là phải muốn nghe cái gì của tôi nói đó thì phải tổng hợp, phải có cái quá trình nghe nhận thức. Chứ tôi đang nói về đây mà chỉ nghe bài này thôi là nghe không chịu được đâu, nghe là chửi tôi tùm lum ấy. Vì sao tôi nói không có cái hồn? Dựa vào kinh điển nào tôi nói không có cái hồn? Điều đó là tôi đã nói nhiều lần, nhiều chỗ, nhiều kinh. Ví dụ như mình học cái câu mà Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không đương nhiên là cái bài học đó là để dạy, dạy rõ rằng là con người là ngũ uẩn thành mà thành. Sinh ra thì nó tập hợp bằng ngũ uẩn, mà khi nó chết đi rồi thì ngũ uẩn nó tan rã, uẩn nào nó trả về cho uẩn nấy. Con người nó hợp thất đại lại mà nó duyên khởi bằng thất đại nó hình thành. Thì khi mà con người duyên hợp thì nó gọi là sanh, mà khi duyên tan gọi là diệt, gọi là chết. Thì đại nào nó trả về cho đại nấy. Cho nên nó không có cái hồn. Nếu có cái hồn thì người ta đi đánh giặc đó. Đi đánh giặc đó. Cái phe đánh giặc có 1.000 người, mà cái phe mấy anh kia là tới 3.000 người. Vậy mà có khi 3.000 người nó bị tiêu diệt, bị thua, bị chết. Vậy thì 3.000 cái hồn kia sao không giật một ngàn cái con người còn sống để cho nó chết đi. Cho nên nếu mà có cái hồn thiệt thì là cái hồn của cái đám mà quánh giặc đó, nó đông lắm. Nó đi vặn cổ đó. Nó bẻ cổ đi văn hậu người ta chết, tự nhiên ngã lật đật, ngã
liệt bổ ngoài đường ngoài xá. Bởi vì cái phẫn quốc, cái thù hận, cái đau khổ đó nó tràn ngập cả 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 đất trời. Nếu nếu có cái hồn thiệt, nhưng mà đâu có. Chết bao nhiêu là chết, sống bao nhiêu là sống, không có cái hồn gì hết. Nhưng mà nói cái đó là không, có thể nói là không có bao nhiêu người nghe đâu. Nghe đó là nghe đạo Phật thiệt đó thì khó nghe đó. Thất đại nó hòa tan về với thất đại. Cho nên là gần đây tôi có làm những bài thơ đó. Bài thơ để tôi nói về cái nhận thức của mình. Những bài thơ đâu? Tôi muốn chết chơi, chết một mình. Chết trong quạnh quẻ giữa thênh thênh, hòa tan vũ trụ theo sương mốc, hội nhập trời mây lẫn nước non. Đó là cái lập trường lý tưởng của tôi biểu lộ qua cái lúc chết là vậy đó. Cho nên là khi mà tôi chết là không cần tụng cầu cầu, không cần hộ niệm đâu nha. Cái vụ hộ niệm này là tôi có nói rồi, hộ niệm không có được. Cái lần đó một vị vị sư ni đó đi nằm nhà thương ta trả về rồi, chùa đem về tính là chết rồi, 40-50 người lại hộ niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm rền cả cái chùa vậy đó, niệm để kêu Phật Di Đà lại để mà rước cái hồn đó đi vãng sanh cực lạc. Nhưng mà niệm cả 1-2 tiếng hồ gì đó rền trời vậy đó mà không chết. Tôi có chứng kiến ngay cái bữa đó. À, rồi cái vị đó đó, cái bệnh nhân đó sau đó là lành mạnh, là sống thêm cả chục năm nữa. Sống thêm cả chục năm nữa, bình thường không có sao hết. Mà cái đó cái lạ là một là nhà thương trả nha, tức là bệnh nhiều nhà thương mới trả về chùa. Hay là cả mấy chục người mình niệm mà kêu Phật Di Đà vậy đó. Vậy mà bữa đó Phật Di Đà đi khỏi là sao không biết. Không có lợi rước cái hồn đó đi. Và cái người bệnh đó lại tỉnh táo vậy, lần lần mạnh khỏe y như một vị Phật tử khác, một vị đệ tử Phật khác. Sống thêm cả chục năm. Tuổi lớn rồi, đương nhiên là bệnh rồi, sinh đi già, bệnh chết rồi cuối cùng cũng chết. Nhưng mà chết không phải là do người ta kêu danh hiệu Phật, kêu Phật Di Đà lại để bắt cái hồn mà dẫn đi về đới nghiệp vãng sanh được. Phật Di Đà không làm được việc đó. Cho nên là tôi muốn chết chơi, chết một mình nè. Cái ngày mà tôi chết một mình là tôi càng thích à. Cho nên tôi dặn những người nào xung quanh tôi mà còn trẻ hơn tôi, mà có thể còn sống dài hơn tôi đó, thì cái lúc tôi chết là cứ để tôi chết một mình. Mà tôi thích nhất là tôi ở trên cái rừng này mà dân cái võng nằm ở ngoài rừng vậy đó. Rồi mình tư duy, mình thiền định cái rồi mà mình nhẹ nhàng bằng cái hơi thở lần lần nó nhẹ mà nó chết, cái đó là hết ý, đạt yêu cầu. Tới tột đỉnh cao của lý tưởng mình. Cho nên chết trong quạnh quẻ giữa thân thân vậy nó mới thích. Vậy thì cái chết đó rồi nó là còn là cái gì không? Không, câu thứ ba để nói lên cái lập trường, cái nhận thức của mình về đạo Phật đó. Chết rồi tôi không còn gì nữa hết. Ngũ uẩn giai không, cho nên tôi không còn gì nữa hết. Thì chư pháp không tướng, cái tướng của các pháp
Mà cái tướng con người là một tướng ở trong 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 vạn pháp. Cái tướng của con người cũng là tướng ngũ uẩn, mà ngũ uẩn là giai không. Do vậy cho nên cái tướng không đó đó là nó không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không đoạn, không thường, không tới, không đi, không ra, không vào. Do vậy mà khi chết rồi đó là hòa tan vũ trụ theo xương móc. À, nó hòa tan. Chết rồi là mình thất đại của mình nó hòa tan vũ trụ, giống như xương móc nó hòa tan vào trong vũ trụ vậy. Xương và tuyết đó, móc đó là cái thứ gì tế hơn, cái từ đôi ấy mà, từ kép ấy mà, tôi gọi là xương móc, xương mờ, xương mù, xương móc. Xương mù mình thấy nó mù vậy đó, mù mịt vậy đó. Nhưng mà nếu mà mặt trời xuất hiện quang minh là chói hỏi lên đó, thì cái xương móc đó đố ai tìm nó là cái gì và nó ở đâu. Đó, cái đó tôi dùng cái chữ hòa tan là vậy đó. Chữ hòa tan nó giống như là bên khoa học người ta gọi là sự vật trên giữa đời này nó có cái thứ hòa mà không tan, còn có thứ hòa tan. À, có thứ hòa mà không tan, có thứ hòa tan. Thế thì là mình chết rồi là thì mình hòa tan với vũ trụ như xương móc mà nó hòa tan với vũ trụ vậy. Thấy nó đục, nó đục ngừ một bầu trời, thấy nó mù mịt một bầu trời, nhìn cách nhau 3-4 thước là xe hơi, mà cách nhau 3-4 thước là không thấy đèn đó. Gọi là mở đèn mù sương, mở đèn sương đó mà cách nhau cỡ 5-7 thước không thấy đó. Vậy mà tới chừng mặt trời mọc chỗ hở lên rồi đó, mặt trời vừa lên là sương móc vừa mất. Mà khi sương móc nó mất thì đố ai tìm cái mù mịt hồi nãy là cái gì, và bây giờ nó tan nó ở đâu, nó thành cái gì, không ai tìm được hết. Thế thì theo giáo lý đạo Phật đó, thì là cái ngũ uẩn giai không của mình, nó thất đại vô ngã của mình đó, khi mình chết rồi nó hòa tan vũ trụ như sương móc vậy đó. Đó là lập trường lý tưởng mà tôi học Phật nói vậy đó, hòa tan vũ trụ như sương móc, hội nhập. Chỉ hòa tan là đã đi tới đỉnh đỉnh cao rồi, nhưng mà còn mình sụt sụt thấp xuống chút xíu để cho người ta có cái khái niệm hội nhập vào trời vào mây, và hội nhập hòa lẫn với nước với non, nghĩa là mình không còn gì hết, hòa tan vũ trụ như sương mặt, hội nhập trời mây lẫn nước non, mình không còn có cái cá thể nào riêng nữa hết. Đó là lập trường lý tưởng của người đạo Phật đó. Chứ mà Đức Phật Di Đà mình đi bắt cái hồn là không có được. Phật Di Đà đi bắt một cái hồn, mà cái hồn mà còn nợ nần tùm lum, còn phiền não vô minh tràn ngập, mà đem về trên đó để tu, gọi là đới nghiệp giảng sanh, là bẻ do tròn bóp méo giáo lý của đạo Phật, nói theo cái kiểu của mình để mà mê hoặc người ta, để kéo về cái tôn của mình, cái phe của mình, cái lối thờ phượng cúng lại của mình, để mà coi chừng mình vì cái gì đó là tự mình nói, chứ còn ở đây tôi cũng không dám nói nữa. Trung ngôn nghịch nhĩ, lời ngài nói trái lỗ tai người ta không chịu, chỉ kéo như vậy. Giải thích thì do tròn bóp méo giáo lý kinh điển của đạo Phật, kéo như vậy để làm cái gì cho mình mới được chứ, tại sao phải kéo? Thì ta kéo có lý do, thì lý do đó thì xin nhường lại cho ai muốn cắt nghĩa kiểu nào cũng được. Còn ở đây là tôi nhắc với Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ gần xa rằng là lôi kéo bằng cái kiểu mà do tròn bóp méo kinh điển như vậy là coi chừng có tội đó nha. Coi chừng là đầu độc ba tánh bổn đạo, làm cho mất đi cái trí tuệ sáng suốt của con người. Mình coi chừng có tội đó.
nó đang tùm lum mà cho người ta đi tị nạn vậy thì là cái người như vậy, cái đất nước như vậy là có quang minh chính đại hay không? Bây giờ trên thế giới người ta giờ người nào mà làm việc sai trái gì đó thì người ta trả về hết đó. Nước này mà trốn nợ qua nước kia hoặc là vì một lẽ gì tội lỗi gì đó là trên thế giới người ta có nhất trí nhau rằng là những cái thành phần đó ta bắt là trả về đó, ta không chứa đó. Còn đây Phật Di Đà mà chứa vậy sao? Chứa thành phần còn đầy nhảy tham vọng, đầy nhảy sân si, đầy nhảy vô minh, phiền não vậy mình đem về chứa trở là rồi làm sao mà dạy cho được? Dạy nó không nghe. Ở cái chất liệu phiền não vô minh đầy nhảy nói lẽ phải nó không biết. Về đó Phật lấy Di Đà, Phật Di Đà có cái ngục tù để trừng trị hay sao? Dạy nó không nghe rồi phải làm sao đây? Nó không biết lẽ phải. Cho nên là tôi học kinh điển có cái từ đàng hoàng à. Ta dạy ta nói là niệm Phật rồi đới nghiệp giảng sanh nè. Nhưng mà sau quá trình tu học mấy mươi năm rồi, bây giờ là tôi học mấy mươi năm đó chứ không ít đâu nha. Tôi dạy học năm nay là hơn 60 năm đó. Mà chuyên dạy học à. Và vừa dạy mà vừa thiền định nè. À. Cho nên là cái học hồi đó là tôi có quyền đánh đổ bất cứ lúc nào mà tôi không sợ tội gì hết. Những ông tổ nào mà giẫm là tôi biết ngay. Thí dụ như ông tổ Huệ Diễn gọi là ông tổ tịnh độ số 1 á. Ở Việt Nam này quý ông tổ Huệ Diễn lắm. Mà tôi nói đây là tôi nói tôi cũng không có cạnh tranh gì để giành giật tổ chi. Mà cũng không có ghét ông tổ nào hết. Nhưng mà ông tổ Huệ Diễn ông viết cái bài mà để mà chống đối để bảo vệ cho chư tăng khỏi lại nhà vua, tôi nói ông tổ để giết tầm bậy là ông dạy cái đó là ông viết cái bài đó là ông dạy để dành cho người ta một cái phương pháp gọi là tu tập râu ria bìa chéo lặt vặt. Ông đi tranh đấu cái đó làm chi? Chuyện của nhà vua ông vô trong làm gì mà ai, có ai mà bắt ông ở bên ngoài đi vô đó lại nhà vua đâu. Mà ông viết cái đó nghe là tăng ni ai nghe cũng khoái à, vậy là tăng ni mình không có lại quan cũng không có lại vua được cái quyền đó, cái đó cũng tốt thiệt. Về cái mặt mà tục đế ra thì mà tranh đấu như vậy là người ta cũng gọi là có cái ốc tranh đấu, có đem lại sự lợi ích. Nhưng mà sự lợi ích đó là thuộc về cái lợi ích nhỏ nhen đối với đạo Phật, là cái loại râu ria bìa chéo của cái giải thoát giác ngộ, chứ không phải đem lại cái giải thoát giác ngộ cho người đệ tử Phật. Vì sao tôi nói vậy? Tôi nói về các vị thiền định rồi tư duy văn tư tu đi là các vị nếu mà tu hành thiệt thì giống như Đức Phật Thích Ca đó thì đâu có tìm vua mà lại đâu, mình ở ngoài rừng mình đi khất thực mỗi ngày rồi mình về rừng mình ngủ, hoặc là mình ở cái mé hiên chùa nào đó, cái đình nào đó, đâu đó, nghe là mình đâu có đi vô cung điện chi. Thành ra là mình viết cái bài đó mình tranh đấu để làm gì? Ta gọi là khất sĩ rồi. Khất sĩ là đi xin ăn hàng ngày rồi thì ở rừng, ở núi, ở bè, ở bìa ao, mé suối, ở chân đồi, ở hang núi rồi vậy đó, thì vua ở đâu đó mà mình phải lại mà phải viết cái bài đó. Và những người tu sĩ thiệt á, thì những người tu sĩ mà tu thiệt á, người ta đâu có thèm phục quan nghênh cái bài đó. Bởi vì sao? Vì ở thí dụ như ông vua ông đi ngoài đường đi,
Vua đi được cái thì mình là tu sĩ, thì nếu mình ông gặp ông vua vậy mình không muốn lại thì mình đảo vô trong cái lề đường, trong cái đám lùm nào đó, bên vệ đường nào đó, mình ngồi ở cổng. Rồi mình ngồi cổng thì ông đâu có bắt mình lại đâu. Và thí dụ như nếu mà mình mắc đại tiểu tiện đó, mình kiếm cái chỗ nào kín kín mình ngồi mình núp ở trong, mình vừa vừa đại đi đại thì ông vua ông đâu có theo mình, ông bắt mình lại ông đâu. Cho nên là cái bài mà đó là tôi nghe là trong truyện Quan Nghinh lắm, mà sách xưa Quan Nghinh ông tổ nó lắm, tôi đọc tôi cười, tôi nói ông tổ này là binh cái tầm bậy, chống đối những cái không cần thiết lớn quá. Nếu mà chẳng may là ông vua đó mà nó chơi nó ác, nó ở tù, nó nói ông này là chống đối chế độ ta, bắt vào tù thì là sao đây? Phải uổng không? Vua ta đâu có bắt mình. Thí dụ mình ngồi mình ỉa trong cái lầm bụi thì là vua đi ngoài đường cái, đâu có bắt mình đâu. Cho nên cái bài đó đó của ông Tội Huệ Diễn đó, mà sách xưa để lại đó, ta quan nghênh đó, tôi không quan nghênh. Bài vô dụng, không xài gì hết đó. Chống đối tầm bậy tầm bạ để làm gì? Đương nhiên là vua là Khổng Tử cho cái quyền hai miếng vô tới vua là xú tà áo ra cái là lại cái thánh hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, cái đó là có, cái đó Khổng Tử đặt ra, cái đó có. Ông nào ở vô chầu vua đó cũng phải lại cái thánh hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, nhưng mà mình đâu có vô đó, mình là khất sĩ mà, mình là ở chỗ nào là tầm thường nhất, hoặc là ở núi, hoặc ở rừng, ở trong hang núi, hoặc là ở trong trong bóng cây rừng thì ai bắt mình lại? Cho nên động tới ông Tội Huệ Diễn là nguy hiểm đó. Nhưng mà điều tôi không có động Tội Huệ Diễn, tôi nói cái ông giết cái đó, mà tại vì cái ông đó tên Huệ Diễn, tôi nói cái ông giết cái đó là không có chân lý, không phục vụ cho đạo Phật cái gì hết á. Thành ra tôi nói như vậy á, nó cũng tương quan tới cái vấn đề tu tập, và nó tương quan tới cũng như tôi nói nãy đó, cái bài Vô Sắc Giới nó hoài còn hoài. Tu pháp môn tịnh độ mà không khéo nó thành là cái thành phần vô tin tưởng, thấy không? Tin tưởng siêu hình đi vào vô sắc giới đó là không có lợi đâu. Mà tôi cũng xin nhớ nhắc là tôi nói vậy tôi không có kéo các vị về tu theo kiểu gì của tôi đâu nha, tôi chẳng có tu gì hết á, tôi là tu chơi. Thiệt sự là đạo Phật là tôi chơi vậy thôi, chứ có đắc cái gì đâu, có chứng cái gì đâu, và có được cái gì đâu, cho nên mình chẳng cần kéo ai gì về theo mình để làm gì nữa. Cho nên là vì cái lẽ mà mình học kinh rồi mình thấy rồi mình nói vậy đó, mình nói vậy chứ ai nghe không nghe, không có vụ vui buồn gì hết. Do vậy mà mình học kinh nó không có phải tầm chương trích cú, không có phải lật cái quyển kinh nào đó cái rồi mình tụng ngấu tụng nghiến tụng nguyên ngày nguyên bộ gì hết á. Vấn đề là văn tư tu, mình nghiệm những cái gì mình đang nói, cái gì mình đang nghĩ, cái gì mình đang làm, rồi mình sửa vậy thôi. Mình sửa cho nó không có nó không có sai trái, nó không có tội lỗi, nó không có, cho nó phù hợp với chân lý, thì cái đó gọi là tu đó. Tu là vậy đó, là sửa vậy đó, chứ lại lục cầu miệng ở nơi cái đấng này cái đấng nọ đó là siêu hình là không có thực tế, là không có được, cầu nguyện sao được.
Thí dụ như là ai chăn nuôi mà gia cầm gia súc nó chết thì là phải xịt thuốc trừ diệt vi khuẩn để mà trừ cái dịch cúm H5N1 cho của những người chăn nuôi, phải làm vậy. Chứ ở đó mà lại lục gian sinh cho cái H5N1 nó chết nó tiêu là sao mà lại mà cầu nguyện cho được. Còn sâu rầy nó ăn cam, ăn quýt, ăn cỏ cây của mình, ăn lúa mạ của mình thì cũng có thứ thuốc để mà xịt nó, để mà trừ diệt cái thứ sâu rầy đó, theo cái mùa màng đó, thời tiết đó. Chứ ở đó mà lại lục gian sinh cầu nguyện sao cho được. Thì cái việc tu hành cũng vậy, không có gian sinh lại lục cầu nguyện được. Phật Di Đà mà giúp những cái chuyện vậy sao được. Cho nên coi chừng mấy ông tổ. Tổ là phải tổ nào? Còn những bậc mà người ta gọi là sanh trước mình đó, ta gọi là tiền bối, thì chuyện đó mình không có động tới người ta. Tiền bối thì biểu, người ta biểu mình kêu bằng ông gì cũng kêu không sao hết trơn. Muốn kêu bằng ông, bằng đức, bằng đấng cái gì đó cũng kêu, nhưng mà đều có cái là tin theo đó là không tin nè. Biểu làm theo những cái không đúng chân lý là không làm. À, vấn đề họ nói hoài, nói biết chừng nào cho nó rồi. Mà đây gọi là nhắc nhở thì là cái nào nó có tương quan tới cái việc nhắc nhở thì nhắc. Cho nên cũng không nhất thiết là phải nói cái bài nào cho nó rồi trong bữa nào nữa. Nói không có rồi đâu. Không bao giờ rồi. Cho nên tôi nói đây chẳng qua là gợi ý để cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ gần xa đó, gọi là gợi ý, nhắc nhở. Mà những cái bài của tôi nói đây gọi là cái đối tượng để mà tham thiền. Nó là cái đối tượng, cái đầu đề này để làm cái đối tượng để mà mình tư duy, mình nghiên cứu, rồi mình nhận thức qua cái hiểu biết của mình, chứ không phải là lời tôi nói là chân lý gì hết. Lời tôi nói chẳng qua là ngón tay chỉ trăng. Người trí nương ngón tay chỉ trăng để mình nhìn thấy trăng, chứ ngón tay không bao giờ là trăng được. Cho nên tôi nói những lời tôi nói là chỉ là ngón tay chỉ trăng, chỉ là phương tiện, chỉ là gợi ý. Do vậy mà các vị có quyền nghe rồi suy nghĩ đúng, các vị mới nhận thức, mới bằng lòng, mới chấp nhận, mới nghe theo, làm theo, sửa theo. Còn bằng nghe mà thấy không đúng, cứ việc không cần nghe, bỏ đi mà không có tội lỗi gì hết. Bây giờ nói cái bài đáng lẽ nè, cái bài này nó không có giáo lý gì sâu sắc hết á, nhưng mà nó là một cái bài nhắc nhở để mình á, soi rọi lại mình, để mình soi rọi lại thân khẩu ý của mình. Giờ đọc cái bài này nè. Thơ rằng: thôi đừng đáng lẽ nữa ta ơi. Chứ ta đây là tôi tự nói với tôi đấy. Mà nếu như các Phật tử đọc cái bài này, cái chữ ta này là cũng mình tự mình nói với mình đó. Tăng ni trẻ cũng vậy. Chữ ta này là tự mình nói với mình. Thôi đừng đáng lẽ nữa ta ơi. Lẽ chốn trần gian, lẽ đất trời. Ồ, lẽ mình đáng, không biết đáng kiểu nào cho nó hết rồi mà cho nó phải đâu. Không dễ gì phải đâu, không có. Lẽ phải với mình sai kẻ khác. Mỗi người mỗi lẽ mỗi tâm tư. Đây. Thơ này nó là một đối tượng thiền đấy. Đối tượng thiền dựa trên kinh điển, dựa trên kinh cũng là đối tượng thiền được. Dựa trên luật cũng đối tượng thiền được. Dựa trên luận cũng là đối tượng thiền. Còn những cái bài này là ngôn từ này là rất tầm thường, mà nếu mà biết sử dụng nó cũng là một đối tượng để mình tư duy, mình thiền định đó.
Thôi đừng đáng lẽ nữa ta ơi. Thí dụ như tôi thì tôi nói vậy nè. Đáng lẽ ra tôi là một cái thằng tôi như tôi vậy nè. Thì lẽ ra tôi cũng mới có một ngôi chùa, ít nhất là một ngôi chùa để ở chứ. Và ít nhất là một thằng tôi như tôi về là cũng phải có được chừng 100 người bổn đạo ruột của mình chứ. Còn bổn đạo mà không ruột ra thì cũng cả 1.000 người cũng được cái mà. Bởi vì tôi về học lâu năm lắm mà nghe, tôi ở tôi có lúc tôi làm trụ trì nữa đó. Có lúc làm trụ trì rồi cũng quy y gì cũng được cả mấy trăm cả ngàn gì đó. Chứ không hết đâu. Nhưng mà với tôi đó thì những người quy y gọi là quy y là cái lúc tôi làm trụ trì đó là người ta bằng lòng quy y thì tôi cũng phải làm lễ quy y cho người ta. Hồi đó tôi ở Trà Vinh có lúc đó tôi quy y cũng cả 1.000 người á. Ngày hôm qua có một cái Phật tử đó hiện giờ ở bên Pháp báo cáo với tôi rằng là hồi đó quy với tôi hồi lúc đó là bà ta 9 tuổi, năm nay bà ta là 70 mấy tuổi rồi. Ông xã thì ông xã 70, bà thì năm nay được là 69, ông xã 70. Về đem tiền về Việt Nam đòi nghĩa là ủng hộ để xây dựng một cái chùa. Mà vừa xây dựng cái chùa thì định xây dựng cái chùa đó, đang bỏ tiền ra để làm cái cổng tam quan của chùa. Nhưng mà báo cáo cho tôi biết rằng là cái ông thầy trong đó thì ông sống một cách nghĩa là y như người phàm tục, mà có khi còn tệ hơn nữa. Cho nên một mặt thì là vừa trách móc ông trụ trì, mà một mặt thì đòi xây cửa tam quan. Báo cáo cho tôi vậy. Mà cái bà xã đó thì nói thì quy với tôi hồi 9 tuổi, bây giờ là 69 tuổi, cho nên bây giờ tình cờ nhớ tôi, gọi điện về đòi đi tìm tôi để thăm tôi. Thì tôi dặn tôi nói rằng là nếu thăm tôi thì tôi cảm ơn, nhưng mà điều không cần thiết. Nếu chưa có nghe kinh của tôi, chưa nghe tôi giảng, chưa nghe tôi nói, chưa nghe sự nhắc nhở của tôi, thì tôi xin cảm ơn tấm lòng đó, nhưng mà đừng có tới thăm tôi. Bởi vì tới thăm tôi là sẽ thất vọng thêm. Nếu không học, không đi theo cái lập trường, cái đường lối của tôi nói, mà nghe tôi nói, tình cờ nghe nói lần thứ nhất là không bao giờ bằng lòng được. Cho nên tôi dặn rằng tôi xin cảm ơn mà tôi khuyên đừng đi. Rồi hỏi tôi chứ làm chùa thì sao, tôi nói là hai ông bà đó về đây nó đi nhiều chùa lắm, đi từ Nam chí Bắc lận. Tính ra là cả bao nhiêu chục cái chùa. Tôi nói là nghe cái 15 triệu đó đi xài việc khác, xài việc gì cũng được. Còn mình làm cái cổng chùa để làm gì? Cổng chùa là muôn đời vẫn là cổng chùa. Ngay trong cái ngôi chùa mà không có cái người giữ gìn để mà giáo đạo cho ai, cũng chẳng có người tu tập cái gì, thì mình lại bỏ tiền vô mình làm cái cổng chùa để làm gì? Cái chùa có Phật ngồi trong đó mà còn không làm được cái gì cho ai lợi ích. Cho nên theo tôi đó thì nếu mà hỏi tôi là tôi khuyên là tiền đi làm việc khác, làm việc phước thiện nào khác cũng được, chuyện đó tùy, tôi không có thời giờ để nói nhiều. Nhưng mà đem mà xây mà cái cổng chùa để hy vọng như vậy là không có phước gì đâu. Thế là tôi khuyên rằng là vậy đó. Rồi tuy nhiên là ta hỏi cái địa chỉ để tới thăm, tôi nói địa chỉ thì như vậy, mà còn cái việc tới thăm không cần thiết. Đây. Thế thì là cái chữ ta này đó. Thôi đừng đáng lẽ nữa ta ơi đó. Cái chữ ta này là để cho mọi người hết đó. Trong đó có tăng ni trẻ, có Phật tử. Tôi nói này là tôi nói cho tôi đó.
Bởi vì tôi đáng lẽ ra là tôi phải có ít nhất là một cái chùa. Mà trước kia là tôi ở cái chùa ở dưới Trà Vinh đó nha, tôi ở chùa đó mấy năm mà từ cái chùa Quan bỏ và tôi làm cái chùa thành cái trường Phật học, mấy chục tăng ở đó. Mà tôi dạy lúc đó dưới là hai cái điểm dạy cho tăng á. Thì hồi đó 1958 là cơ. Cho tới bây giờ là lẽ ra là mình phải có một chùa chứ. Đáng lẽ ra mình phải có ít nhất một chùa. Trong khi những cái anh bạn của tôi đó, ảnh hồi đó ảnh cũng có xuống dạy tôi với thầy Vinh với tôi đấy. Ảnh năm nay là ảnh có hơn 40 cái chùa, hơn 40 cái thiền viện. Và không biết bao nhiêu ngàn tăng ni, mà nói tăng ni đi với Phật tử lại lại ảnh một lần là cả cả ngàn người đó. Mỗi lần người ta tới thì lại ảnh là cả ngàn người lại cúng tiền vô số, cho nên ảnh mới cất 40-50 cái thiền viện vậy đó. Là ảnh 40-50 cái là tôi có thể lắm rồi tôi cũng được một cái chứ, đáng lẽ ra tôi cũng phải được một cái chứ, một cái chùa chứ. Vậy mà bây giờ tôi không có cái chùa nào hết. Mà nếu tôi đáng lẽ thì chẳng lẽ là tôi buồn tôi chết hay sao? Cho nên cái từ đáng lẽ này không khéo là cũng buồn chết lắm bạn. Tôi dạy học mấy mươi năm mà học trò là có thể nói không phải là khoe. Bởi vì mình dạy học từ Nam chí Bắc thì học trò mình phải là những người từ Nam chí Bắc là có cái số học trò mà tu sĩ từ Nam chí Bắc thì mình được quyền nói cái đó chứ. Mà học trò mình từ Nam chí Bắc như vậy mà bây giờ học trò mình là năm nay là làm hòa thượng có, làm thượng tọa có, và làm chức vị lớn ở trong 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 Phật giáo Việt Nam cũng có. Thì đáng lẽ mình là phải cái ông bự ghê gớm lắm mới phải, và phải nhiều cái chùa chứ, đáng lẽ là vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình không có cái chùa nào hết rồi đó, cái chuyện đáng lẽ là vậy đó. Rồi á, còn đi ngoại quốc á, anh em bạn anh em của tôi đó là họ đi 5 lần 10 lần vậy, người ta đi xin tiền đô về người ta cất chùa, nghĩa là mấy chục chùa mấy chục thiền viện vậy. Thì đáng lẽ ra mình cũng đi một lần về mình cũng có cái chùa nhỏ nhỏ như ta chứ. Vậy mà mình cũng không có chùa. Vậy là mình chẳng phải là ngu là gì, chẳng phải là không có phước đức là gì. Mà có phải thật sự mình do mình ngu không? Mà đáng lẽ ra mình phải có như ta mà mình không có. Mình đáng lẽ ra mình phải đi ngoại quốc cũng 5-7 lần như ta mà mình không đi là sao? Đấy, cái đó là cái kỳ ha. Đó là nói về vấn đề đi ngoại quốc đó. Học trò tôi đó có những người đi ra đi vô 1 năm 2 lần đó nha. Có người là đi 5-7 lần đi vô đi ra đi vô đi ra. Rồi có người ta là ở Việt Nam tôi có 1-2 cái chùa rồi, người ta còn có chùa ở ngoại quốc nữa đó. Còn anh em tôi là ở ngoại quốc là một người 5-10 chùa ở ngoại quốc đó. Đáng lẽ ra tôi là một cái thằng dày đây thì cũng phải có ít nhất cái hoặc là khá khá chút là cũng 3 cảnh 4 cảnh rồi với ta, chứ ta có 40-50 cảnh kia mà. Đấy. Rồi đáng lẽ ra là tôi cũng phải thâu học trò cả ngàn này qua ngàn kia với người ta chứ. Rồi mình cũng phải là tạo ra một cái số dây cánh gọi là đệ tử ruột của mình chứ. Nó lẽ là mình phải có đệ tử ruột chứ. Vậy mà mình không có đệ tử ruột gì hết là sao? Là tại sao? Đáng lẽ ra là mình cũng phải mua mấy mẫu nghĩa trang nghĩa địa rồi với người ta, rồi mình bán đất nghĩa trang nghĩa địa rồi mình cũng làm địa tạng rồi với người ta, rồi mình sự nghiệp mình lớn lắm đó chứ. Đáng lẽ là mình làm điều đó được mà. Vậy mà mình không làm. Ngu gì vừa chứ ngu gì mà ngu dữ vậy cả.
Đáng lẽ ra làm cái chùa rồi mình làm cái nhà hoàng, gọi là cái nhà hoàng, để ra ai chết rồi mình cho mướn mỗi một ngày đêm vậy đó, 3 ngày vậy đó là mấy triệu bạc đó. Cái nhà hoàng đó nó còn hơn cái khách sạn nữa đó. Khách sạn thì mỗi người một 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 người một phòng lớn mình mong vậy đó, rồi có mấy triệu, không đầy triệu bạc 3 đêm. Còn ở đây đó, cái nhà hoàng nhỏ xíu mà để 5-6 cái hòm kế bên nhau vậy đó, mà 5-6 cái hộp vậy đó, mà mỗi cái vậy cũng mấy triệu, còn hơn khách sạn đó. Đáng lẽ là mình làm điều đó được chứ, mình không làm rồi mình nói mình thua người ta là tại sao mình không làm vậy, là mình ngu quá rồi. Chứ cái đáng lẽ là làm cái đó được, vậy mà không làm nữa. Rồi sau đây đáng lẽ ra cái chỗ mình ở đây là cũng phải có Đức Quan Âm cũng cao cỡ 49 thước được đó chứ. Chịu khó mà đi quyên trong nước ngoài nước là có Đức Quan Âm cao 49 thước được đó chứ. Vậy mà là cũng có. Dân dân và dân dân. Đáng lẽ ra bây giờ đây là cái tuổi này là tuổi 85 rồi nè, là mình phải xây cái tháp rồi. Mình phải xây cái tháp cho đẹp, là tháp là 3 tầng cũng được. Đáng lẽ ra là thấp nhất là cũng 3 tầng, còn không là làm 7 tầng cũng có thể được kia mà. Vậy mà không làm thì chẳng phải ngu là gì. Đó, đáng lẽ là vậy đó. Cho nên là nó, nếu mà thật sự đáng lẽ là có nghĩa là mình còn thèm thuồng, mình còn bất bình bất mãn với lòng mình, với cái việc làm của mình. Cho nên cái chữ đáng lẽ này nó có cái nghĩa là mình chưa bằng lòng. Chưa bằng lòng với cái việc làm của mình, cái lý tưởng của mình. Còn trông chờ mong đợi ước mơ cái gì đó chưa thành tựu, cho nên mới đáng lẽ đấy. Mình thấy mình thua người ta. Đáng lẽ là mình tuổi này mình cũng nên làm cái tháp mà mình chưa có cái tháp, không có được cái tháp. Đó là tự mình thấy mình thua người ta, cho nên mình mới đáng lẽ. Đáng lẽ là mình phải có cả ngàn bốn đạo để ta tới ta thăm nom, ta cúng dường, ta lễ bái. Ở đây chẳng có ai lễ bái là rầm rộ gì hết đâu. Thành ra cái từ đáng lẽ này là một cái đối tượng thiền, nó ngộ lắm. Nó tầm thường mà nó có ý nghĩa rất là ngộ nghĩnh đó. Còn Phật tử đáng lẽ ra là tôi 7 đứa con vậy nè. Bây giờ thì đáng lẽ ra là nó phải đứa này nó phải thờ phượng tôi, nó phải cung phụng tôi, là mỗi ngày có một đứa lại ở nhà cung phụng tôi chứ. Mà giờ nó đi làm ăn hết ráo, đứa nào cũng có gia đình, có vợ, có chồng hết ráo rồi. Vợ để 2 ông bà già của tôi về đây, tôi năm nay 70 mấy tuổi rồi mà cũng phải lo phục vụ cho ông già, ông xã. Còn ông xã cũng lớn tuổi rồi mà cũng cô đơn vậy, đáng lẽ ra thì phải có vài đứa, ít nhất là một đứa nó luân phiên ở với mình để nó lo chứ. Đó là đáng lẽ vậy đó. Đáng lẽ ra thì mỗi đứa nó phải đưa cho cha mẹ, cái là đứa chừng triệu thôi. Mà 7 đứa con là một đứa nó đưa, đáng lẽ nó đưa đứa triệu là 7 đứa 7 triệu, mà nó có cho tôi gì đâu. Lâu lâu rồi nó có cho ít gì, nó mua gạo, nó mua đồ ăn này kia để vậy thôi, chứ nó không có đủ tiền. Đáng lẽ hoài, có nghĩa là thành ra cái chữ đáng lẽ có nghĩa là mình thấy mình chưa bằng lòng, mình thấy mình thiếu thốn, mình thấy bất bình bất mãn. Do vậy mà cái chữ đáng lẽ này tôi cho nó thành ra cái đầu đề của một bài thơ là đừng đáng lẽ nha. Bởi vì cái chữ đáng lẽ này nó có cái nghĩa là chưa vừa lòng, là còn bất bình bất mãn, bất như ý, còn đau khổ, mong ước mà chưa thỏa mãn được. Do vậy mà bài thơ nói rằng là thôi đừng đáng lẽ nữa ta ơi. Lẽ trong trần gian, lẽ đất trời. Lẽ ở trong trần gian này thì vô phương nói,
không bao giờ ai nói hết được. Lẽ của đất trời cũng không bao giờ nói hết được. Lẽ ra là mùa này đó, trời lâu lâu cũng nên mưa một đáp ra cho cà phê người ta nó tốt đấy, nhưng mà nắng hạn quá. Đáng lẽ ra thì cũng trời cũng nên mưa nhiều để cho mấy cái hồ nước nó đủ nước người ta chạy thủy điện, mà trời năm nay là ít mưa quá cho nên là thủy điện thiếu nước. Rồi đủ thứ đáng lẽ mà. Đáng lẽ ra thì Việt Nam mình thì bây giờ phải thêm mỗi mỗi một giờ với bao nhiêu triệu kWh điện nữa là xài mới là thỏa mãn hết đó. Rồi là nhà máy, là nông trường, rồi các cái thứ công thương kỹ nghệ đó ta sử dụng điện dữ lắm, nhưng mà còn thiếu đó. Đáng lẽ ra là mình phải có thêm mấy cái nhà máy điện hạt nhân nữa là mới thỏa mãn được nhân dân và nhân dân đáng lẽ đó. Thành ra đáng không hát được. Đáng lẽ có nghĩa là cái lẽ đúng. Lẽ đúng tôi muốn như vậy. Đúng đúng lý ra tôi muốn như vậy. Tôi cần như vậy. Lẽ trong trần gian, lẽ đất trời. Cái lẽ nhiều lẽ lắm. Lẽ phải với mình, sai với kẻ khác. Đây, cái đó nhắc nhở đó. Coi chừng nè. Mình đáng lẽ theo ý mình á, thì người khác người ta không có chịu cái đáng lẽ thứ vậy đâu. Do vậy mà có bài thơ: mình chơi theo kiểu của mình đi. Mình sống theo kiểu của mình đi, mình chơi theo kiểu của mình đi, mình làm ăn theo cái lập trường, cái lý tưởng của mình đi. Chứ đừng có đáng lẽ. Đáng lẽ người kia phải làm giống như mình, hay đáng lẽ mình phải được như người kia, không cần nói vậy. Mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì. À, do vậy mà là cái bạn thâm giao không dễ gì tìm đâu nha. Bởi vì sao vậy? Vì mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý. Mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý. Mặt khác là người khác, mà con người khác là mặt khác, mà người khác mặt khác là người ta có cái ý, cái tâm khác, cái ý khác, cái sở thích của người ta khác. Cho nên mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý. Thôi đừng đáng lẽ nữa mà chi, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Rồi vậy đó. Cái bài thơ đó cũng là một bài thơ nhắc nhở nữa đó. Ở đây thì bài thơ này thì thôi đừng đáng lẽ nữa nữa ta ơi, lẽ trong trần gian, lẽ đất trời, lẽ phải với mình mà sai với kẻ khác. Mỗi bậc mỗi người riêng mỗi ý, không ai giống ai hết đó. Tôi thì tôi thích Tây Nguyên, tôi thích ở rừng. Mấy mười năm trước rồi vẫn có cái ý thức đó. Nhưng mà rồi ngộ lắm. Hình như là Hoàng Thiên Bất Phụ Đạo Tâm Nhân hay sao. Hồi nhỏ tôi có học câu đó: Hoàng Thiên Bất Phụ Hảo Tâm Nhân, Hoàng Thiên Bất Phụ Đạo Tâm Nhân. Hoàng Thiên không có phụ, không có phụ lòng cái người có cái đạo tâm. Vì Hoàng Thiên không có phụ cái lòng của người có cái tâm tốt. Thì mấy mười năm trước là tôi cũng ý thích cái Tây Nguyên, cứ mơ ước vậy. Mà cuối cùng rồi cho tới năm năm nay ha, là tôi được ở cái đất Tây Nguyên, mà cái chỗ mà tôi đang ngồi tôi nói, tôi nhắc nhở Phật tử gần xa, tăng ni gần xa đấy, là tôi đang ở cái đất Tây Nguyên mà tôi đã mơ ước mấy mươi năm trước đó. Thành cái này cũng có cái ngộ: Hoàng Thiên Bất Phụ Đạo Tâm Nhân hay sao đó. À, lẽ phải với mình mà nó sai với kẻ khác.
Tôi thích ở cái đất rừng núi vậy nè. Nhưng mà có người mà tới rồi, có lúc tôi nghĩ tôi cười tôi mình à. Tôi mời người ta đi tham quan cái đồi của tôi, cái rừng thông của tôi. Mà cơ khổ mình thì mình ở đây mình có cái đồ nghề của mình đó. Ví dụ mình có cái đôi giày kiểu gì đó mình đi, còn người ta ở quê người ta lên người ta đâu có giày đâu dép, mà tôi mời đi cái đường dốc dốc dốc, có người ở gần gần như muốn té lăn đi không được. Đi một là lá thông nó trợt, hai là đường dốc mà cái thứ guốc cái thứ dép ở ở thị thành mình tới đây là coi như chịu thua, đi không được. Cho nên sau đó là tôi mới 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 phát hiện ra, tôi mới nghiên cứu lại, không phải ai cũng 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 đáng lẽ cái lẽ của người ta khác, cái lẽ của mình khác. Mình là thích núi rừng, mình sắm những cái phương tiện cái dụng cụ của mình ở núi rừng, còn ta ở nhà quê ở thị thành ta tới mà mình mời ta đi vậy ta đi đâu có được, thành ra cũng thất kinh rồi cũng không dám mời nữa chứ, phải phải trải qua cái kinh nghiệm đó. Thành ra coi chừng cái lẽ phải với mình mà nó sai với kẻ khác, mình thích người ta không thích. Mình ưa núi rừng người ta không ưa núi rừng, mình ưa tôi muốn chết chơi chết một mình người ta không muốn vậy. Người ta muốn trước khi chết là người ta phải mời 40-50 người về niệm Phật để hộ niệm để được vãng sanh. Cái ý của người ta vậy. Gần đây là tôi có nghe cái tin nghe thất cười lắm. Có người này là muốn về cái chùa đó để ở đặng niệm Phật đặng cho nó mau chết. Ta tuyên truyền là ở đó niệm Phật không bao lâu chết, nó mau chết lắm nó khỏe. Rồi có người bệnh nặng quá, đau khổ nhiều quá chịu không nổi cũng muốn về ở nơi cái chùa đó. Cũng mà đóng bao nhiêu tiền đó về ở chùa đó niệm mình niệm hoài nó không chết. Không chết thì ông trụ trì ông giận quá, nó tại mấy người tu không có nhất tâm, không niệm Phật không nhất tâm sao chết được. Đấy, cho nên tôi nói nó cười lắm. Cười kêu bằng khóc khổ người cười ra nước mắt đó. Bây giờ người ta biểu mình niệm nhất tâm nhất sao đây. Thì mình mỗi ngày mình cũng kêu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình kêu cả ngày vậy đó, mà giờ nó không chết. Rồi giờ ông thầy ông nói tại mình niệm không chết là mình không chết tại vì mình niệm không nhất tâm. Mình nhất tâm thì làm sao biết sao nhất đây. Cho nên nói nhiều không bao giờ trúng là vậy đó. Cho nên thôi đừng đáng lẽ nữa, ta ơi lẽ trong trần gian, lẽ đất trời, lẽ phải với mình mà sai với kẻ khác. Mỗi người mỗi lẽ mỗi tâm tư. Người khác là mặt khác, mặt khác là tâm khác, tâm khác là ý khác, thân có ý đều khác hết. Thì đâu có cái lẽ nào là đúng đâu. Cho nên là đừng đáng lẽ là một cái bài thơ để nhắc nhở, là một cái đối tượng để cho mình tư duy tham thiền đó, đừng đáng lẽ nha. Mình mong mỏi rằng mỗi người ai cũng thích như mình vậy, ai cũng thích ở đồi ở núi như mình vậy, đâu có được. Đáng lẽ mọi người phải tìm cách như là tĩnh mịch lặng lẽ vậy để mà ở mà tu hành, đâu có được, ta đâu có chịu. Mình thích lặng lẽ, mình thích tĩnh mịch thì mình mới là tìm, còn người ta không thích cái đó, ta thích là đi đi nhảy đầm, đi hát karaoke, là đi ăn đi nhậu mỗi ngày. Mà mình nói đem cái cảnh tĩnh mịch rồi mình nói với người ta thì ta đâu có chịu. Thành ra tôi đọc lại cái bài này, bài thơ này cũng vui vui nè. Bài này nó gần ăn với cái bài mà mình chơi theo kiểu của mình đi. Tìm bạn tâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý. Thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Nghĩ ngợi là mình đau khổ, là mình
bất bình bất mãn mình thất chí là tại mình đấy, chứ chứ mặt khác là người khác, là tâm khác, ý khác. Ở đây thì mỗi người mỗi lẽ mỗi tâm tư. Thôi đừng đáng lẽ nữa, ta ơi, lẽ trong trần gian, lẽ đất trời, lẽ phải với mình, sai với kẻ khác. Mỗi người, mỗi lẽ, mỗi tâm tư. Danh từ đáng lẽ phát xuất từ cái chữ đáng, chữ đáng lý. Đáng lý là đáng lý đó. Đáng lẽ, đáng lý, đáng lẽ như thế này. Tôi thì cũng có thời gian là tôi để ý chữ đáng lẽ này là sao. Chữ đáng này là khác chứ không phải là đoán. Chữ đáng này là đáng là đang đó. Chữ đương đó. Đương lý nó phải vậy. Thế ý muốn tôi là lẽ nó phải như vậy. Đó là chữ đương lý đó. Đáng lý đó. Thật ra đáng lý tức là đáng lẽ. Đáng lẽ phải nói như vậy mới hợp ý ta, đáng lẽ phải làm như vậy coi mới được. Chữ đáng lẽ là vậy đó. Chữ đáng lẽ là gốc của nó là chữ đường lý, tức là cái lý mình như thế này, thế này thì ta mới giữ ý, ta mới bằng lòng. Cư sĩ hay tu sĩ, tuổi cao hay tuổi nhỏ, khi nghe họ thốt ra cái từ đáng lẽ thì biết ngay rằng người đó có nội kết ít nhiều khối, ít nhiều khối, ít nhiều chất, bực bội, bất như ý, bất bình, bất mãn ở nội tâm. Nó có cái nội kết. Nó có những cái chất bất bình bất mãn bất dĩ ở nội tâm, cho nên mới thốt ra cái ngôn từ là đáng lẽ. Thí dụ như tôi nói là đáng lẽ ra tôi cả này là cũng phải có cái tháp rồi đó. Phật hồi xưa 80 tuổi đã là nhập diệt rồi. Thì mình bây giờ 85 tuổi rồi, đáng lẽ ra mình cũng phải làm cái tháp đi chứ. Có người ta còn trẻ hơn đó, mà ta làm tháp rồi đó. Còn mình 85 tuổi, đáng lẽ ra mình phải làm, mình không làm. Ý thì, thí dụ như vậy đó. Để nói lên rằng là mình còn ân hận, hối hận, chưa thỏa mãn. Và nếu sự thật ấy xảy ra thì sự thiệt thòi, lỗ lã vì bực tức ưu phiền chỉ có người đáng lẽ ôm lấy, ôm lấy hận sầu chứa chất mà thôi. Ôm lấy hận sầu chứa chất hận sầu mà thôi. Cho nên là để ý bớt đi cái đáng lẽ. Đáng lẽ là 7 đứa con nó phải cho tôi tháng đứa 2 triệu thôi, thì tháng tôi có 14 triệu à. Tôi xài nó mới là thoải mái chứ, mà nó không có cho vậy. Nó cho đồ ăn không mà nó không cho tiền. Lẽ của thiên nhiên vũ trụ càng khôn, lẽ chung của loài người, lẽ của quốc gia chủng tộc, lẽ của tâm tánh từng cá thể con người, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, mỗi người mỗi lẽ mỗi hoài mong, là sự thật là vậy đó. Nhưng mà mình đáng đâu có được. Vì vậy người đệ tử Phật tự nhủ lòng, hãy tập nghe nhìn sự thật hiện tượng diễn biến bằng tự tính như thị của nó. Tự tính như thị của nó, chứ như thị là như vậy đó. Sự thật nó như vậy, hiện giờ nó như vậy, tính nó như vậy, tướng nó như vậy, sự việc như vậy, đừng có đáng lẽ nữa. Nhân như vậy, duyên nó như vậy,
nó kết thành cái quả như vậy, cái báo như vậy, gọi là cái tánh tự tánh như thị là vậy đó, đừng có đáng lẽ gì khác nữa. Phải nhìn sự vật bằng cái diễn biến, bằng cái tự tánh như thị của nó, thì ta sẽ có một cái tâm trạng thanh thoát nhẹ nhàng. Thế cho nên đừng đáng lẽ là một đề mục, một đối tượng thiền cho ai tu thiền học. Trong cuộc sống hàng ngày, ai sử dụng ngôn từ đáng lẽ một vài lần trong ngày nên biết mình đang sống trong vọng rồi đó. Còn vọng tưởng, còn điên đảo rồi đó, đang sống trong vọng rồi đó. Khỏi cần tìm vọng, diệt vọng, biết vọng, bỏ vọng ở những lúc ngồi ngay thẳng, ngồi ngay hàng thẳng lối trước điện Phật hay là một thiền viện uy nghi tráng lệ nào. Mình thấy là mình còn nói đáng lẽ đó là mình đã vọng rồi đó, hoặc mình thất chí, hoặc là mình bất bình bất mãn rồi đó, tâm tư mình không thanh tịnh rồi đó. Thí dụ như nó đáng lẽ tôi là phải có ít nhất là cũng một cái chùa, hai cái chùa như người ta, mà nếu mà đáng lẽ vậy, tức là tuổi thân như vậy, là mình đã vọng rồi đó. Phật Thích Ca chà, bữa sau ta sẽ học tới cái bài Cái Quê của Phật. Nếu mà Phật Thích Ca nó đáng lẽ rồi, bây giờ đệ tử ta nó đi học, nó lấy bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ rồi nhiều quá, đáng lẽ là ta hồi đó ta cũng lấy mấy cái bằng vậy đó. Mà nếu mà ta mà đòi bằng 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 tiến sĩ thạc sĩ thì là hàn lâm viện của đất nước Ca Tỳ La Vệ, của dòng dõi Phật Thích Ca đấy, của vua Tịnh Phạn đó, thì cho bằng cấp dễ dàng chứ. Đáng lẽ nếu mà đòi là dễ dàng lắm, thì Phật Thích Ca đâu có dốt hơn đệ tử mình ngày nay. Hồi đó Phật Thích Ca thì đáng lẽ là phải nhớ, phải biết việc đó, vậy mà Đức Phật không có nhớ, không có biết, cho nên là không có xin cái bằng cấp tiến sĩ nào hết trơn đó. Để cho tới ngày nay, tới cái mốt này là đệ tử Phật, nó lấy bằng tiến sĩ quá nhiều đi. Thành ra là mai mốt là mình nghiên tốt tới cái bài là Cái Quê của Phật. Phật coi vậy chứ cũng có cái quê đó. Đáng lẽ là phải lấy mớ bằng cấp, lấy hai ba cái bằng cũng được, cái bằng cấp tiến sĩ về phần học, bằng cấp tiến sĩ về dạng vật học, cái bằng cấp tiến sĩ về tôn giáo học, bằng cấp tiến sĩ về võ học gì đó, nghĩa là Phật nhiều 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 nghề, nhiều tài lắm, là hoàng tử Đông Cung mà muốn lấy mấy bằng là không được. Vậy mà Phật không có cái bằng cấp tiến sĩ nào hết. Đó là cũng là cái quê. Mai mốt ta nghiên cứu tới cái bài Cái Quê của Phật. Nếu các bạn có cái tật hay đáng lẽ thì xin nguyện bỏ bớt để tạo cho mình tâm trạng khinh an. Bỏ bớt đáng lẽ là mình có khinh an đó nha, có nhẹ nhàng đó nha. Bởi vì trong cái chữ đáng lẽ đó, nó có cái nghĩa là tiếc nuối, là ân hận, là bất mãn, là bất bình, là chưa thỏa mãn, chưa an vui, cho nên nó mới có ra cái từ đáng lẽ. Mà nếu mà bớt đi ha, bỏ đi, không còn đáng lẽ nữa, thì có thể tạo cho mình cái tâm trạng khinh an, nhẹ nhàng, thanh thoát đó. Cho đến khi nào vĩnh viễn không còn đáng lẽ nữa thì bạn sẽ thấy
mình đã thu hoạch cái hoa trái giải thoát từ từ nơi cái đề mục đối tượng thiền đáng lẽ này. Mình sẽ thu hoạch cái hoa trái của giải thoát từ cái đề mục đối tượng thiền đừng đáng lẽ này. Để ý thử coi ha. Tôi thì cũng đang tập đấy. Nói đúng ra là tôi cũng bỏ được cái này cũng nhiều lắm mà. Giờ cũng đáng lẽ nữa. Bởi vì hồi xưa là thành thật mà báo cáo. Tôi ở với ông già tôi, ông già tôi, ông cũng tách, ông cũng khó. Ông ưa đáng lẽ lắm. Đáng lẽ thằng con này nó phải vậy, đáng lẽ đứa con kia nó phải vậy, đáng lẽ nó mình bữa nay mình làm công việc này, đáng lẽ nó phải tới nó phụ với mình, mà bây giờ nó ở đâu, nó đâu có đứa nào tới đâu. Đáng lẽ dân dân, đáng lẽ. Thành ra tôi ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh, đáng lẽ, nghe cái đáng lẽ thì nhiều quá. Mà tôi phát hiện ra rằng là cái từ đáng lẽ này nó phát xuất từ cái chưa thỏa mãn, cái còn mong muốn, ước mơ, thèm thuồng cái gì đó. Cho nên mới dùng cái từ đáng lẽ. Do vậy mà tôi sáng tạo ra cái bài thơ đừng đáng lẽ. Vậy thì mong rằng là các Phật tử gần xa, tăng ni trẻ để ý coi coi là có sự thật có phải vậy không. Tập chừng nào mà mình không còn thấy bất bình bất mãn thì mình sẽ không có cái từ đáng lẽ. Thôi thì hôm nay là xin ngừng ở đây. Xin ngừng ở đây, mong rằng là văn nhi tư, tư nhi tu. Nghe rồi suy nghĩ rồi mình thấy nó cần thiết thì mình lượm lặt cái gì đó. Còn cái gì không cần thiết là mình cứ bỏ đi, không có sao hết. Không hề có ai bắt tội, bắt lỗi gì mình hết đó. Đừng có sợ tội. Kể cả kinh điển mà mình học, kinh điển mà người ta chứa cả kho đó. Cái nào mà mình nghe là không có lý là cứ bỏ mà không có sợ tội. Cho nên gần đây tôi nói động tới mấy cái ông tổ hồi xưa mà bao nhiêu người buồn tôi biết hết chứ. Nhưng mà tôi cũng không sợ tội đâu. Thí dụ tôi nói ông Huệ Diễn ông giết cái vấn đề mà Sa Môn bất bái Đế Dương á. Không cần thiết. Tôi bỏ, bác bỏ cái đó mà không sợ tội. Còn Lương Võ Đế mà nhờ ông Chí Công Hòa Thượng với một nhóm thầy chùa viết cái bài, viết cái bộ bộ sách gọi là Lương Hoàng Sám, sám hối theo cách của Lương Võ Đế đó, để mà tụng, để cầu nguyện cho cái bà võ, bà hoàng hậu vợ Lương Võ Đế từ con rắn mà trở lại làm trời đó. Lao quá, nghe không có được. Thành ra cái đó bỏ đi, đừng sợ tội gì hết á. Rồi là cái bộ mà Từ Bi Thí Sám Pháp ra của cái chuyện mà Viên Án Triệu Thố, có cái hồn mà thù hận nhau cả 10 đời, mà cho tới cái ngày mà ngồi Đạt Quốc Sư mà một niệm tham danh đó, cái hồn đó nó làm cho thành cái bục ghẻ, rồi nó hành hạ cái bục ghẻ đó, nó hành hạ con người đó đấy. Ôi chuyện đó chuyện bánh lắp. Thành ra tôi động tới mấy cái vụ mà lại để mà trừ tội, để mà hết tội đó. Biết bao nhiêu người nghe cái đó mà không bằng lòng tôi. Ghét tôi. Có người chửi bới cũng có. Nhưng mà không sao hết. Bằng lòng nghe, không bằng lòng đừng nghe. Chửi bới bỏ. Không sợ. Và cái điều tôi nói là tôi mong rằng là nghe rồi suy nghĩ, rồi thực hành. Còn nếu mà nghe mà suy nghĩ mà thấy nó không đúng cũng cứ bỏ mà không hề sợ đọc.